Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp các bạn trong video hôm nay. Thì cái video hôm nay mình xin chia sẻ anh em cái loại thức ăn, một loại thức ăn của Thái. Nó là một loại cám cao cấp, cũng dành cho cá beta và cá guppy, nhưng đa số thì mình thấy dùng guppy thì ok hơn. Nó là loại cám Anka Farm. Thì ở đây nó có ghi là dành cho cá 3 tuần tuổi. Thì cái này là mình mua chiết xuất ra từ một cái bịch lớn. Loại cái này thì cũng 50g thôi. Nó dành cho cá 3 tuần tuổi và cá trưởng thành. Thì cái loại này mình cũng mới lấy và mình thấy dùng thì cá nó ăn rất là thích luôn. Thì các bạn cũng thấy, tại vì nó là thức ăn bột á, nên mình dùng nhiều loại thức ăn bột khác nhau thì cá nó dễ và kích thích ăn hơn. Còn nếu ta dùng một loại thì nhiều khi cá nó ăn nó ngán lắm. Đó là trường hợp bắt buộc mà chúng ta không có những cái loại thức ăn tươi sống. Còn nếu có loại ăn tươi sống thì các bạn có cho ăn thì cũng ok thôi. Còn nếu không thì không có thời gian thì chúng ta sẽ cho ăn những loại thức ăn như thế này. Mình xài thì mình sẽ thấy hiệu quả thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Còn nếu mà không thấy không ok thì thôi, bỏ qua. Còn cái này thì mình thấy nó rất là ok luôn. Thì để mình nói sơ lược về cái này nhá. Tại vì mình không có mua cái bịch này, mình không, nó đây trên đây nó không có ghi rõ nhiều. Thì cái loại này thì nó cám Anka Farm này thì nó chiết xuất từ cái thịt cao cấp, thịt cao cấp nha, và nó bổ sung một cái tảo nhật đó, giúp cho cá nó lớn nhanh. Nó ăn thì cái loại này thì nó ăn nó kích thích, nó ăn lắm. Cá thì màu lớn, nó trong cái này là trong cái nhà sản xuất đưa ra, và cái hệ tiêu hóa của con cá nó sẽ tốt. Ngoài ra thì cái loại này nó khác với những cái loại khác, đó là nó làm cho nó kích màu của con cá lên. Kích trong nhà sản xuất thì nó ghi kích khoảng 15 đến 30%, nhưng mà mình thấy thì trong nó ghi có nghĩa là kích màu, nhưng không phải cái loại màu nào nó cũng kích lên hết. Mình thấy là nó có ghi là chiết xuất từ, nói chung là nó ghi là cá mà màu đỏ thì nó sẽ kích màu thấy rõ ràng hơn so với những cái loại cá khác. Kích màu từ 15 đến 30% nha. Còn 100% thì chưa có ra đâu. Ngoài ra thì cái loại này thì nó, mình nghe nói thì nó kéo dài tuổi thọ của con cá. Thì chả biết nữa, tuổi thọ con cá cũng tùy theo các bạn nuôi, chứ không phải là lúc nào mình cho ăn cái này thì nó cũng kéo dài tuổi thọ được. Nếu mình cho ăn tốt thì tuổi thọ con cá nó dài thôi. Ok, thì mình sẽ làm test cái này. Cái này là một ít nước sôi hơi bị nước nguội thôi, nước ấm á, không có sôi lắm đâu, không có nóng lắm đâu, nước là nước ấm. Thì nó khác với những cái loại khác, mình cho ăn thì mình sẽ viên lại, còn mấy loại khác thì mình bỏ trực tiếp vào cũng được. Còn có loại này thì mình sẽ làm viên lại. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm viên cho các bạn. Chào tạm biệt.
này là nước ấm ấm lắm mọi người. Đây là những viên mình đã vo tròn thì nó không có được đồng đều cho lắm, to nhỏ méo tròn kệ đi. Rồi kêu bây giờ mình sẽ ra cho cá mình ăn thử nó có kích thích hay không nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho những con cá mình ăn. Thì hồi nãy mình cũng quen nói là tại sao mình muốn vò viên lại, tại vì nếu mà các bạn cho ăn trực tiếp á thì cái cám này nó cũng là một dạng bột, khi mà cho ăn trực tiếp thì nó dễ lon trong nước và nó dễ làm đục nước hơn những loại cám khác. Và như thế thì khi mà cho ăn nhiều á thì nó dễ hình dung là làm cho nước bạn nó đục, như vậy thì nó không tốt. Còn nếu mà chúng ta vào viên lại á thì khi mà chúng ta cho ăn á thì nó sẽ ít có đục nước hơn. Vào viên lại khi cá nó rỉa thì nó sẽ nở từ 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 và con cá nó sẽ ăn lần dần. Còn mà nếu các bạn cho ăn trực tiếp thì ăn ít thì không sao, nhưng mà khi mà cho chúng ta cho ăn nhiều thì nước nó dễ bị đục lắm, nhất là những loại mà bột như các loại bột, các loại cám như thế này. Khi vào viên là như thế này á thì các bạn cho ăn á thì nó sẽ hơi bị cá nó rỉ rỉa từ từ, thì nó sẽ nở ra từ từ và cá nó ăn thì nó sẽ ít đục nước lắm. Mình thấy nó không đục nước luôn. Còn mà nếu cho ăn trực tiếp thì các bạn nó hơi bị đục nước đó, nếu các bạn cho ăn số lượng nhiều. Đây là cái dòng full grown của mình cũng cho nó ăn luôn. Thì mình muốn nhắc lại là cái loại cám này, tại sao mình muốn cho nó ăn. Tại vì mình cũng biết được là cái loại này thì nó kích màu đỏ, kích sắc tố đỏ nhiều, nên mình muốn thử cho các dòng cá đỏ của mình như là dòng full red, dòng koi. Tại vì mình muốn nó kích đỏ nhiều hơn, tại vì người Trung Quốc hay Thái Lan thì nó cũng cho ăn những cái loại thuốc kích đỏ, kích màu lên. Thì mình tại sao mà mình không thử để cho những cá mình nó lên màu đẹp hơn. Thì mình muốn là test cái dòng cái loại cám này để thử xem những con cá mình full red, những koi hay những cái dòng màu đỏ của mình thử nó có thật sự lên sắc tố đỏ nó có đẹp không. Nên mình muốn dùng cái loại này, rồi dùng cái loại cám Anka Farm này. Còn không thì anh em có thể dùng loại cám khác, nhưng cái loại này thì đặc biệt thì nó sẽ làm tăng sắc tố từ 15 đến 30%, nên mình muốn dùng cái loại này là vậy.
Đây là cái dòng full grain của mình thì mình cá ăn thì cũng rất là ok. Đây nó tan ra thì cá nó rỉ từ từ, nó không hết à, nó sẽ ít đục nữa hơn. Còn đây là những con coi đỏ của mình, mình muốn cho nó ăn thử, muốn test thử. Thì cái gì cũng phải có thực thực nghiệm. Còn nếu mà chúng ta cứ sợ cá mình bị bệnh hay là cá mình không có thích ăn hay gì đó thì mình cá mình không có thực nghiệm thì mình sẽ không biết được con cá mình sẽ ra sao. Các bạn cứ cho ăn đi, không lên đỏ cũng được, miễn sao nó là một thức ăn tốt cho cá mình là được rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo. Nhớ subscribe để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha.